Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Re-Experience Game. Và ở clip này, mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lấy một combo cực mạnh để giúp anh em trở thành thần sấm ở giai đoạn giữa game nha. Và combo này mình sẽ gọi là Lightning Frostbite. Ok, thì combo này sẽ gồm có cây thương Dragon Halberd và spell Frozen Lightning Spear. Skill của cây Dragon Halberd khi sử dụng, anh em sẽ tích lũy một lượng điện lớn vào phần đầu của cây thương. Sau đó anh em sẽ quay cây thương 2 vòng và kết thúc bằng một đòn giáng mạnh, gây ra một lượng sát thương sấm sét lớn và tích tụ nội tại Frostbite. Frozen Lightning Spear cũng sẽ gây ra hai loại sát thương giống như thanh Dragon Halberd, một là sát thương của sấm sét và hai là sát thương của Frostbite. Khi sử dụng spell này thì anh em sẽ ném một tia sét màu xanh tới vị trí gần nhất và tiếp theo sau đó sẽ tạo ra một trận bão điện đốt cháy mọi mục tiêu trong phạm vi của nó với hiệu ứng bỏng lạnh hay còn gọi là Frostbite. Thì combo này sẽ cực kỳ thích hợp cho anh em nào đang build nhân vật theo lối Lightning Frostbite. Ngoài ra anh em còn có thể tận dụng điểm mạnh của combo này cho việc săn các loại rồng. Bởi vì phần lớn những con rồng trong Elden Ring, kể cả những con mạnh nhất đều có chung nhược điểm, đó là sợ năng lượng sấm sét. Ok, thì vị trí của cây Dragon Halberd sẽ nằm ở một con sông ngầm bên dưới lòng đất có tên là Siofra River. Thì để đến được con sông này, anh em sẽ cần phải đi qua một cây giếng thần có tên là Riverwell. Thì vị trí của nó sẽ nằm ở đây trên bản đồ. Khi đã xuống tới thế giới ngầm, anh em sẽ đi tìm một cái cổng dịch chuyển để nó đưa anh em tới phần giữa của khu vực Siofra. Ok, và sau khi đã đi qua cánh cổng thứ nhất, anh em sẽ tiếp tục tìm thêm một cánh cổng dịch chuyển nữa để nó đưa anh em tới nơi có một con boss đang nắm giữ cây Dragon Halberd. Và sau khi qua cánh cổng thứ hai, anh em sẽ chạy về phía giữa của North và West. Và sau đó anh em sẽ gặp được một con boss có tên là Dragon King Soldier. Và sau khi tiêu diệt được nó thì anh em sẽ nhận được cây Dragon Halberd. Trong trường hợp nếu anh em thấy con boss này khó xử lý quá, tại vì nó cũng được xếp vào hàng quái khủng, thì anh em có thể sử dụng Axe of War Bloodhound Step để giúp việc né đòn và gây sát thương trở nên dễ dàng hơn. Thì mình cũng có làm một video về Axe of War này, nếu anh em muốn tham khảo thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nha. Ok, và bây giờ mình sẽ đến với spell Frozen Lightning Spear. Thì vị trí của nó cũng sẽ nằm ở một thế giới ngầm khác có tên là Noxstellar. Thì để đến được thế giới ngầm này, anh em cũng sẽ phải đi qua một cây giếng có tên là Ansel Riverwell. Thì vị trí của cây giếng này sẽ nằm tại đây trên bản đồ. Sau khi anh em đã xuống được khu vực tổ kiến thì anh em sẽ bắt đầu đi tìm một khu tàn tích có tên là cung điện cổ đại của người Uth. Bây giờ khi đã nhìn thấy khu tàn tích, anh em sẽ rẽ trái ở đây và sau đó anh em sẽ tìm đường đến một hang động nơi có con boss đang nắm giữ Frozen Lightning Spear. Và con boss này cũng sẽ có tên là Dragon King Soldier, nhưng nó là của thành phố ngầm Noxstellar. Con boss này sẽ khó hơn con Dragon King Soldier ở Siofra River một xíu, tại vì con boss này nó có thêm skill Lightning Frostbite. Và để tiêu diệt được nó một cách dễ dàng thì anh em cũng sẽ sử dụng Bloodhound Step. Và sau khi tiêu diệt được nó thì anh em sẽ nhận được Frozen Lightning Spear. Và bên cạnh đó anh em cũng sẽ nhận được thêm một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn anh em xong cách để lấy một combo để giúp anh em trở thành thần sấm trong Elden Ring ở giai đoạn giữa game. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để không bỏ lỡ những video hướng dẫn về Elden Ring tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.